Anh Tuấn ơi, tại sao em luôn nghi ngờ chồng mình có người khác? Dạo gần đây chồng em luôn bận rộn công việc, từ sáng đến tối có thể cả ngày không nhắn tin gọi điện, cũng ít chuyện chăn gối, nhưng anh lại nghi ngờ em có người khác là sao vậy ạ? Ở đây nó có những cái điểm độc lập với nhau nha. Anh trả lời, độc lập có nghĩa là sao biết không? Nó có thể là không liên quan tới nhau á. Thứ nhất á, là em tại sao em luôn nghi ngờ người khác? Nó là tại em. Sự nghi ngờ một ai đó nó là do mình. Mình có thể biết, mình có thể không biết, và hai cái đó nó độc lập. Mình có thể nghi ngờ mà không biết gì hết, ok, cho nên là nghi ngờ là do mình, ok. Do đó là tại sao em luôn nghi ngờ chồng mình là vì em, bản thân em không có cái niềm tin ở chồng thì em sẽ nghi ngờ, còn chuyện có hay không có đó là chuyện khác. Anh không nói là không có, anh cũng không nói là có, anh chỉ nói là nghi ngờ là do mình, ok. Tuy nhiên cái nghi ngờ nó làm em rất là mệt mỏi. Em nói ra là dạo này chồng em luôn bận rộn công việc từ sáng đến tối, thì những cái dữ kiện em nói đó là chuyện công việc, mình không biết được là có cái gì không, có thể cả ngày không nhắn tin gọi điện, cũng có thể một phần là công việc, cũng có thể là anh ta có những mối quan hệ khác, không biết được, cái này không đủ để nói gì hết. Cũng ít chuyện chăn gối, có thể là cảm giác anh ta tụt, hôn nhân em nó hư đi, hoặc là cũng có thể bị stress bận rộn quá mà không làm, hay là chính phiên bản của mình nó làm cho anh ta sợ hãi, tức là trong cái chuyện vợ chồng cái cảm giác nó tụt đó. Nhưng anh lại nghi ngờ em có người khác là sao, là vì anh ta cũng có thể giống em, hoặc là anh ta có thể giả vờ nghi ngờ để tạo ra chuyện. Nhưng mà cái điều ở đây có thể thấy là tất cả những cái em đang tả, từ sự nghi ngờ bản thân em, từ việc chuyện chăn gối, từ việc hai vợ chồng, rồi kể cả chuyện anh ta nghi ngờ em, cho dù là nó không phải là sự nghi ngờ thật mà là sự nghi ngờ cố tình giả tạo, thì nó cũng nói lên một điều là hôn nhân em đang không tốt. Ok, em coi tất cả những yếu tố đó nó ráp lại, chắc chắn có một điều là những cái dấu hiệu đó đủ lớn thì có thể nói hôn nhân em đang không tốt, tình cảm hai vợ chồng không đủ lớn và đang có dấu hiệu bị hư. Các bạn hồi nãy hỏi á, là tài chính như thế nào mới gọi là đủ, đúng không? Đáp ứng cho cuộc sống thì nó rất là đơn giản em. Cái chữ đủ nó có nghĩa là không có thiếu trước hụt sau. Tuy nhiên cái khái niệm đủ là một khái niệm tương đối, có nhiều người nhiều tiền nhưng là thiếu, có nhiều người ít tiền hơn nhưng lại dư. Em có bao giờ trong cuộc đời em thấy một người làm nhiều tiền hơn đi mượn tiền một cái người làm ít tiền hơn không? Đó, thì cái khái niệm đủ hay là thiếu nó là một khái niệm tương đối, và nó có nhiều tính chủ quan trong đó, tức là chính cái người đó là quyết định là đủ. Bởi vậy mới có cái câu là khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Nếu em khéo co thì em vẫn ấm, em khéo ăn thì em vẫn no, tức là cái việc đủ hay không nó do mình quyết định một phần đáng kể nữa. Tuy nhiên trong cuộc đời nó có tính tương đối thôi, nó không có tính tuyệt đối chỗ này nè. Bây giờ em làm lương tháng 1 triệu, em có thể nào em dư dả như một ông tỷ phú không? Không, tức là em khéo co, nhưng mà em co tới cỡ đó hết rồi, tức người 1 triệu một tháng đủ tiền gửi xe thôi, với mua không mua được cái gì đáng kể. Ok, thì bây giờ em co tới cỡ nào em co nó cũng không có ấm được, và em ăn khéo tới cỡ nào cũng không có no nổi, tức là nó tương đối tới một cái mức độ nào đó. Thì anh nghĩ là một con người sống trong cuộc đời thì cái phần đó mình cũng phải biết, đúng không? Cho nên một cái hôn nhân tùy vào cái chất lượng cuộc sống của em, và đương nhiên trong cuộc sống nó có cái gọi là tiện nghi, mà cái tiện nghi đó nó được phục vụ đến bởi cái tạm gọi là tiền bạc. Đương nhiên tiền bạc nó là thể hiện của giá trị thôi, bạn càng làm tạo ra nhiều giá trị thì tiền bạc bạn càng nhiều, cái đó là cơ bản, okay. Thì nếu như bạn làm ra bạn tạo được nhiều cái của cải, được nhiều giá trị, thì lúc đó bạn sẽ có một cái cuộc sống tài chánh tốt đẹp, và cuộc sống tài chánh đó, nó đổi lại là bạn có thể dùng cái đó bạn mua những cái tiện nghi đó, tức là đầu này bạn đi làm bạn kiếm tiền, tức là bạn tạo ra giá trị và bạn dùng cái bạn được lãnh lại cái tiền, thì cái tiền đó bạn lại đi mua thứ khác, tức là tiền nó chỉ là trung gian thôi, nó đổi cái giá trị bạn tạo ra với cái giá trị bạn hưởng dụng, tiền nó chỉ là trung gian thôi. Thì khi bạn tạo ra được nhiều giá trị thì bạn được những cái tiền bạc qua cái hình thức lương hay lợi nhuận, tùy ông Jim Rohn thì ông nói là lợi nhuận luôn hơn lương, ok. Nhưng mà cái đó là một cái tư duy phần khác. Thì khi em lấy cái tiền đó em đổi lại những cái sự tiện nghi trong cuộc sống, thì em tạo ra nhiều, em được tiện nghi nhiều. Thì tiện nghi là gì? Giả sử có người người ta nói ok tôi ít tiền tôi mua xe 2 bánh, còn cái ông nhiều tiền hơn ông có được cái sự tiện nghi đó, là tôi mua xe 2 bánh và xe 4 bánh luôn, tại vì tôi có thêm được sự lựa chọn là tôi có thể mua được xe 4 bánh. Thì cái xe 4 bánh nó chỉ như thế này nè, trời nắng trời mưa nó tiện nghi hơn, mưa không bị ướt, nắng không bị nóng và an toàn, đại loại vậy đó. Mà tôi có thể đi một lúc 4 5 người cùng 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 chung, thay vì xe 2 bánh thì tôi chỉ đi được 2 người tối đa chẳng hạn. Ok, tiếp tục nè. Thì cái cách mà em khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, mà nó đúng là vậy, cho nên là nó có tính chất tương đối, cho nên là đủ như thế nào là đủ, nó tùy vào cái độ tiện nghi mà em mong muốn.
nó tùy vào cái độ có của em, độ khéo ăn hay cái độ có của em, và cái em mong muốn, và hai cái đó em ráp lại thì em sẽ ra cái mức bao nhiêu là đủ. Tức là em muốn là em sẽ co khéo nhưng mà em cũng muốn được tiện nghi. Thì có những người mình sẽ ra một cái con số nhất định, như sĩ như thế, Tuấn ơi, nếu mà hai chồng em làm tháng 50 triệu tụi em nghĩ đủ rồi, tại vì tụi em sống khiêm tốn, tụi em không có tiêu xài gì, tụi em không có cần đồ hiệu, tụi em không cần phải có đồ hiệu đó nghe. Nhưng mà tụi em đủ, nếu mà hàng tháng tụi em chi tiêu cho ăn uống nha, sĩ như là 15 triệu, tụi em cho con cái sĩ như là 10 triệu, tụi em lo cho gia đình này kia, rồi cái quỹ dự phòng 10 triệu, rồi tụi em dư ra 2 triệu tụi em để dành đầu tư, à, giả sử vậy đó, nó biết nhưng mà break ra. Hay là tụi em cảm giác là tụi em sống ở dưới thôn quê thì cuộc sống nó dân dã hơn, những cái chi phí đó nó được giải quyết bởi cho như nhà có rau có vườn, khỏi phải đi chợ, phải ra siêu thị mua, tụi em có con gà tụi em làm thịt con gà đó, nhà cửa thì tụi em không có cần phải mua nhà cao cấp, tụi em ở nhà đây thì người ta dựng lên ta ở thì được rồi, mà tụi em không phải tốn tiền trả tiền nhà hàng tháng, tụi em làm tháng hai đứa 10 triệu sống được không, vẫn có thể sống được, trong điều kiện một người đàn ông, nhưng mà trong cái điều kiện nào, môi trường nào, người đàn ông vẫn xoay sở để người ta sống được cái cuộc sống tốt đẹp, đó là cái người đàn ông đẳng cấp á. Tại vì cuộc đời có những lúc nó xảy ra những cái chuyện và người ta vẫn xoay sở và vượt qua thử thách để sống được tốt đẹp. Tuy nhiên cái câu hỏi của em là khéo ăn thì no, cái co thì ấm, làm sao đủ, đủ là một cái khái niệm tương đối như anh vừa trả lời với em ha. Anh ấy khoe em với bạn bè, điều đó chứng tỏ điều gì? Điều đó chứng tỏ là anh ta có sự tự hào về em, khả năng đó là cao. Ok, còn tự hào về cái gì không biết nha. Anh ta có thể yêu em, ta tự hào về em đẹp, em xinh, và anh ta tự hào về em vì anh ta có tình cảm với em. Hoặc là anh ta có thể khoe theo kiểu là giả sử phi công mà dễ, bye bye, tiền nhiều, không biết. Ok, anh chỉ có thể nói cho em biết là ở em có những cái giá trị mà anh ta tự hào về điều đó. Thì nói phóng đại gì chút xíu xa xa, nhưng mà tình huống nó chắc không xảy ra đâu. Anh đoán là trong tình huống của em, khả năng anh ta khoe em với bạn bè, tức là nói là điều tốt đẹp đó, có nghĩa là anh ta tự hào về em, tức là cái tình cảm là tích cực. Ok, còn mà anh ta khoe theo kiểu nhỏ này vô kiếm tháng rồi vô được cái xe hơi ta đang lái rồi, biết ở đâu ra không? Anh phóng đại là thôi, đương nhiên. Tiếp tục nè, để đàn ông có rung động đủ lớn thì có cần trong khoảng thời gian nhất định nào không anh? Sự rung động của người đàn ông là có sẵn và khi tới là đã có, còn đối với người phụ nữ là qua một chút cái thời gian, qua cái hành xử đúng đó mà trong lớp được đi tới chân chàng chị ra đó, thì mình sẽ nhận ra là anh ta có hay không. Ok, cho đó là nó không cần cái kiểu à để 3 năm sau kiểm tra anh có rung động không. Không, cảm giác rung động nó qua vài tháng là nó đã tuột rồi, cho nên không cần phải đi xa hay lâu. Ok, và cái rung động nó không cần là anh ta bao lâu thì anh ta có rung động không, khi anh ta tới cô gái là rung động đã có rồi, hoặc là không có, hoặc là ít, hoặc là nhiều, chứ không phải là cho anh thêm 3 tháng đem rung động thêm. No, cảm giác rung động nó chỉ có đi xuống khi sát vô cô gái chứ nó không đi lên. Ok anh ơi, em và người yêu giờ viết tắt bắt tựa quen nhau được 3 năm nhưng gia đình em không biết, quen 3 năm nhưng gia đình em không biết, em dự định Tết này sẽ dắt người yêu về ra mắt nhưng người yêu không đồng ý vì còn đang là sinh viên. Ở chết mẹ rồi, không nghề nghiệp ổn định vậy em có nên dắt về ra mắt không? Em ơi, em có thể dắt, em có thể không, nhưng mà ta không đồng ý thì em không dắt được, đúng không? Em đúng nghĩa là em dắt mà anh ta là được không? Cho nên câu hỏi của em là em có nên dắt hay không, bây giờ em có muốn không được thì hỏi làm gì. Nhưng mà cái mối quan hệ của em sẽ là một cái dạng mối quan hệ trải nghiệm á, anh trả lời cái này nhiều á, đừng buồn nghe, nhưng mà nói thật là cái mối quan hệ này nó có tính trải nghiệm, hiểu không? Hiểu chữ tính trải nghiệm không? Ok không? Anh ơi, làm thế nào để đàn ông phụ thuộc vào mình ạ? Thứ nhất là mình không muốn đàn ông phụ thuộc vào mình. Một người gì đó phụ thuộc vào mình nó làm cho mình mệt. Mình muốn cái người đó yêu mình thôi, mà nó muốn họ phụ thuộc vào mình. Okay. Cho nên câu trả lời của anh cho em á, làm sao để họ phụ thuộc mình? Em hãy nắm cái gì đó mà họ bị kẹt. Giả sử như em nắm bí mật, bí kíp võ công gì đó của anh ta. Hay là em nắm cái gì đó của anh ta mà anh ta không không mất được. Giả sử như viên kim cương quý của anh ta, hay là tại lại đó em tính trên người anh ta có chỗ nào nắm được mà anh ta không mất được cái chỗ đó anh ta, thì anh ta phụ thuộc em đó. Anh ta sẽ nói là em muốn anh làm gì làm nó cho, rồi bị phụ thuộc đó, em coi cho mấy cái phim trưởng đó bắt cóc con tin hay gì đó, nếu anh ta phụ thuộc mình thì cái hướng là vậy. Còn anh không biết thằng cha đó có cái gì để mà em phụ thuộc anh không biết. Tuy nhiên anh thì anh không quan tâm tới chuyện cho đàn ông phụ thuộc, mà là để người đàn ông ta yêu mình, nó muốn ta phụ thuộc mình, phụ thuộc mệt mỏi lắm. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới, bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.